Chào mọi người, mình là Fried You. Mình sẽ tặng món gà chiên cho vị khách hàng nào gọi tới đầu tiên. Thiệt hả? Hãy gọi cho mình ngay nhé. Xin chào. Mình muốn gà chiên. Gà tới rồi. Gà chiên đây. Ra liền. Mở cửa, mở cửa, mở cửa đi. Mình không thể mở cửa. Gà chiên đi làm ơn. Của bạn đây. Chỉ là snack thôi mà. Mình muốn gà chiên thật mà. Được rồi, đợi tí. Nó là sô-cô-la mà. Ý, là thiệt mà. Thế mình muốn gà chiên thật. Được rồi, gà chiên thật tới đây. Là gà chiên thật đó. Mình muốn ăn gà thêm. Là muốn cái lớn hơn hả? Cái lớn hơn kìa. Ngon quá à. Bạn có cái nào bự hơn nữa không? Bự hơn. Thầm lắm thật. Rồi có liền luôn. Ô, khổng lồ thiệt. Ngon quá. Được, tôi sẽ tới. Mình muốn cái bự hơn cuối cùng. Đó là cái cuối cùng rồi. Mình đi đây. Nè nè, gà chiên, gà chiên. Mình đi đây. Đồ giả. Gà chiên của mình. Tạm biệt.